Anh ơi, anh ơi, tỉnh lại đi anh ơi, anh ơi, anh thấy thế nào, má sẽ đầu dần quá, anh có thấy đầu nó không? Đầu chân, không đi được, chắc không được. Thank you.
cái nào đấy? Mình đi xem nước kia kìa, hôm nọ lũ to quá làm lỡ hết mà sao lại đến trong này rồi này. Đi xem đi. Đi xem mày. Ờ bông bông này bé bé lỡ hết rau rồi. Đi đẹp. Ai đi đẹp đẹp đẹp. Đến đây là với hai mẹ con em đi chợ thì mình thấy anh con bất tỉnh ở đấy chẳng có ai là em đưa là mẹ đi ăn. Anh mua cho em nhiều đồ thế, mua cho cò ăn nhè, cò nhè em bé yếu thế. Yêu thế, em bé được bao nhiêu tuổi rồi chị? Em bé được hơn tuổi. Nhà mình có hai đứa này à chị? Vâng. Yêu thế. Em ơi, con ăn đi nè. Em ơi, để coi nhá. Bây giờ chồng em, chồng chị trên cũng đó rồi. Còn sang sang hai một con, con cho. Chưa bị đi nhìn. Hai mẹ con nhá. Hôm nay anh đi làm về, trên đường về đang đi tự nhiên bị choáng ngã lúc nào không biết. May quá có hai mẹ con đi chợ về ngang qua gặp, không chắc anh hẹo. Hôm đấy em đi chợ về thấy chẳng có ai nên em cũng sợ quá. Thôi thì cũng cảm ơn hai mẹ con. Vâng. Không thì anh cũng chẳng biết làm thế nào. Vâng. Thank you.